chào cô chú chị nha. Đó, bây giờ tới giờ thầy là cô chú chị ơi. Đó, thầy ra rồi nha. Đó, rất là đẹp luôn cô chú chị ơi. Chuẩn bị ra cô chú chị nha. Thầy chuẩn bị ra nha. Anh Thìn ra thông báo là thầy đi đường đối diện rồi cô chú chị ơi, bữa nay anh Thìn không ra đường này cô chú chị ơi. Thầy đi khác ở bên kia rồi, thầy đi hướng bên kia. Thầy đã đi khách hướng bên kia rồi ạ. Thầy đã khách hướng bên kia rồi nhé. Mọi người lùi lại đi, mọi người lùi lại đi. Thầy đã đi bên kia rồi. Rồi, lùi. Anh có muốn chụp hình với Thìn hả? Hay sao? Okay, anh Thìn sáng nay anh Thìn thông báo là thầy đi đường kia rồi cô chú chị ơi, thầy đi đường ngược lại rồi. Thầy đi bên sáu cô chú chị, thầy đi bên bảy rồi. Để nha mọi người. Thầy đi bên bảy rồi trước nhá. Mọi người. Dưới này là thôn 6 cô chú như vậy nha. Bữa nay thầy đi qua thôn 7 thôi, cô bác anh chị mình. Bây giờ anh Thành, anh Thìn. Thầy đi đường kia rồi. Sáng nay tài báo rất là trật tự, xếp ngay hàng thẳng lối nhưng mà. Bữa nay thầy lại đi đường ngược bên kia cô chú chị ơi. Bữa nay bà con đứng đây đợi nhưng mà thầy lại đi hướng bên kia cô chú chị ơi. Bây giờ anh Thìn ra thì bà con rất là vui mừng gặp anh Thìn luôn nha. Anh Thìn ra đây thông báo là bà thầy đi khách thật đường lên thôn 7 rồi cô chú chị nha. Dưới này là thôn 6, thầy bữa nay đi khách thật đường thôn 7 bên kia cô chú chị. Thầy bữa nay thầy chọn hướng bên kia. Trời ơi. Hướng thật đường luôn hả? Đó, thầy ra nhưng mà lại thầy hồi nãy thì thầy ra nhưng mà thầy lại đi ngược hướng đi cô chú chị. Dạ lên ngã ba đầu tiên đây để tải qua công ty á, để tải bây giờ con nhìn thấy bà con hai bên giờ đến từ 2-3 giờ như bọn con lại đến từ 2-3 giờ tới giờ mà bây giờ cũng không gặp được con đã gặp rồi mà chưa không đưa ra hôm nay cũng đi ra dữ rồi vẫn còn ở lại không phải đây là em hay có cái chưa cái thầy thầy đứng đường bên kia nữa chứ. Dạ, chúc ông sức khỏe nha ông. Cảm ơn anh đã giới thiệu nha. Tí nữa nhà chị đang muốn xuống cốc rồi thầy. Dạ. Đường lên cốc đi rẽ trái. Mấy cái quán nước ở dọc đường. Đây sao thì được bên kia ngoài được. Có tiếp biết
Ngoài thầy. Cảm ơn anh nhiều. Sáng nay thì bà con đứng đợi xếp hàng rất là đông luôn cô chú chị, nhưng mà bây giờ anh Thìn ra thông báo là thầy đi hướng khác rồi, thầy đi hướng hướng bên thôn 7 của chú chị. Ở đây là thôn 6 của chú chị, ở đây là thôn 6, bữa nay thầy đi qua hướng thôn 7 rồi. Đó. Bây giờ bà con này cô chú chị, bà con thì có một nỗi buồn, đợi hồi sáng giờ đợi từ 2-3 giờ sáng tới giờ. Nhưng mà bây giờ anh Thìn lại ra thông báo là thầy đi khắc thực bên hướng thôn 7, ở đây là thôn 6, chỗ bên cái này nè cô chú chị, em quay cho cô chị xem. Đây là chỗ này đó, chỗ cái nhà đỏ đỏ này đó là đó, có mấy đó, chỗ mấy con đỏ đỏ này là hướng đó là hướng công ty phát tâm thanh bình tuệ, thì thầy đi qua bên hướng đó là hướng thôn 7, còn dưới này là hướng thôn 6 đó, thì bữa nay thầy lại đi bên hướng thôn 7 rồi cô chú chị ạ. À, rất là buồn luôn bà con bây giờ đây, bà con bây giờ lại đổ về người cầm bông cầm hoa đó. Không quay được thầy thế nào luôn. Người ta bao nhiêu Phật tử đây nè cô chú chị ơi, để em đưa máy lên cao em cho cô chú chị xem biết bao nhiêu ngàn Phật tử ở đây đứng đây đợi thầy ra luôn, nhưng mà lại thầy bữa nay thầy lại đi hướng bên kia nha. Bây giờ này thì anh Thìn ra thông báo là bà con mình để bà con về cho bà con đợi thầy đi bữa nay ra thầy tại đi hướng bên thôn 7 nha. Bà con đi ra nè. Bây giờ bà con lại đi ngược vô chỗ công ty nè cô chú chị. Bà con đi ngược vô công ty các bạn nha. Bên này thì có cơ quan chức năng đứng chặn lại rồi, thì không vô công ty được đâu cô chú chị nha. Không vô được công ty được. Đây bà con thử đến rất là đông luôn, mà bây giờ anh tìm ra thông báo là thầy đi cách thật hướng bên thôn 7 hướng bên kia, nên bây giờ bà con là về đi. Anh Tâm bữa nay thầy đi hướng thôn 7 hả? Thì mình hỗ trợ đi hai, mình hỗ trợ hướng bên này, dạ. Nhưng mà thầy đi ra là thầy lại quẹo hướng bên kia đấy, nên dạ. là mình cũng không có thể ấy tài được. Không phải ngại cái chuyện đó, mà thầy đi tùy duyên, mà trước giờ thầy đi tùy duyên, ai sắp xếp ở đâu thì thầy đi ở đó thôi, dạ. Đấy, nói chung là thầy đi tùy duyên thôi, chứ mình không có biết được, mình cứ lo bên này thì thầy bên kia. Anh Tâm, cho hỏi bây giờ biết thầy về công ty chưa? Thầy về rồi, thầy đi có hình ảnh video, tí nữa Thái Tâm sẽ up lên cho mọi người xem. Rồi, ok, cảm ơn anh Tâm rất nhiều. Sẽ up cái hình ảnh video là thầy có đi khất thực trên đoạn đường, chứ không phải là bị đặt, đấy. Dạ, cảm ơn anh Thái Tâm rất nhiều. Thì sáng nay tùy duyên thì thầy lại đi qua hướng bên kia, hướng bên thôn 7 rồi cô chú chị, rất là buồn luôn. Bà con thì đang đứng xếp hàng đợi bên thôn 6 này, thầy đi qua hướng thôn 7 cô chú chị nha. Thầy qua hướng thôn 7 rồi. Bây giờ anh Thìn ra thông báo thì bà con một chút. Bây giờ em nói cho anh nghe như thế này nè.
À, anh là bên đội bảo vệ luôn đúng không? Bây giờ em chuyển lời tới cái đội bảo vệ là mình á, nếu mà hôm nay thầy không đi hoặc là thầy đi đường khác thì mình phải thông báo cho người dân, đừng có xếp biết, hàng. Không ai biết, hôm nay tất cả không biết luôn. Anh làm ví dụ anh không biết, nhưng mà em chuyển lời tới cho anh để anh nói với cái đội mà bảo vệ với thầy á, với lại anh trai của thầy hay là trong cơ công an của thầy á, để cho thầy đi như vậy thì phải có trách nhiệm để báo cho người dân nhá, đúng không? Thầy đi đường khác thì mình nói là dân giải tán, hôm nay thầy không đi dẫn hàng đi. Chứ giờ anh thấy không, bọn em từ xa qua chờ đợi 2 ngày rồi, không phải tới ngày hôm nay đâu nha. Mà không phải là mình em, mà bao nhiêu người hết, bao nhiêu người á. Không gặp thầy để em nói nghe, không phải. Nói chung là bởi vì không ai biết cái điều gì. Thầy là tự nhiên thôi à. Thầy theo bố mà. Ai giận nhé, nhưng mà mình nói này, nếu mà thầy không đi được thì mình thông báo. À, cái đội đó ra thông báo cho người dân hôm nay là thầy không đi. Đó, mình chỉ cần nói rồi. Chứ anh lấy tội người tao, anh có lấy tội người tao. Người ta người già này, người yếu này, người ta chờ tới từ lúc 1 giờ tự nhiên thôi có chú gì. Thầy là thầy tự nhiên thôi nha, có chú chị. Thầy tự nhiên, thầy đi hướng thầy thôi nha, chứ không phải là một cái gì hết nha. Mà mình có nhận được cái năng lượng của thầy ở đây rồi. Bữa nay mình không gặp được thì ngày mai mình gặp ha. Bây giờ bà con rất là đông luôn, ai cũng mong muốn gặp thầy, nhưng mà bữa nay thì thầy ra xong, thầy ra thì thầy đi cái hướng bên thôn 7 rồi đó. Thì bà con cũng có một chút buồn nha. Thì bữa nay trời mưa luôn cô chú chị ơi, trời mưa luôn đó, bữa nay trời mưa luôn thầy. Rồi, em mến chào cô chú anh chị mình nha. Em xin dừng clip tại đây. Hẹn cô chú anh chị mình clip tiếp theo. Em sẽ ở đây cập nhật thông tin mới nhất, những thông tin tình hình về thầy sớm nhất cho cô chú anh chị mình xem. Thông tin tình hình sớm nhất của thầy cho cô chú anh chị mình xem. Cô chú anh chị mình cho em xin một lượt đăng ký để tiện theo dõi clip nha. Em chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều. Mong cô chú anh chị mình cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh để theo dõi những clip mới nhất nha. Em sẽ ở đây từ đây tới chiều, em sẽ cập nhật những tình hình mới nhất cho cô chú anh chị mình xem nha. Rồi em chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình rất rất nhiều ạ.